Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo tôi xin hướng dẫn các bạn chuyển to độ điểm từ VK84 sang VN2000 nhưng sử dụng bằng trang web nha. Rồi bắt đầu tao vào thực hành luôn nha. Đó, đây trang web nè. Đó, cái này là tao dịch chuyển qua lại, đổi qua lại nha. Đó. Đó. Cậu này là chuyển nha. Rồi bây giờ nhiệm vụ chúng ta đó là chuyển to độ này nè. VK84 nè. Đó, dán vô. Rồi. Ở đây dán kênh độ vô, đây dán vô rồi đó, tôi bấm chuyển này đó, VN2000 thấy không, rồi copy này, đây làm lại có đúng hay không, phải những cái copy rồi dán vô cái này là xy bằng nha, rồi copy nè, dán cái đây thử nè, phần mềm rotation nè. Đó, kiểm tra có đúng vị trí hay không nha. Đó, chính xác luôn các bạn. Như vậy là ok các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe. Và chúc các bạn thực hành thành công nha.